Hello anh em, chào mừng em đến vlog tiếp theo của mình. Thì Comamo xin chúc anh em một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe và niềm vui nha. Thì hôm nay Comamo xin chia sẻ với anh em một số cái kinh nghiệm của mình về việc nuôi cá thô sai đó anh em. Thì đây cũng là cái yêu cầu cũng rất là nhiều anh em có comment yêu cầu mình làm vlog về vấn đề này. Thì nói về cá thô sai là có nghĩa là cá 1 năm tuổi đó anh em. Thì size đó là khoảng từ 12 cho đến 30 cm. Có những con jumbo thô size thì nó lớn hơn, tại vì nó gen nó tốt quá, nó và lại cái sự phát triển nó mạnh á, cho nên nó sẽ lớn hơn những con cùng trang lứa với nó. Thô size khi mà mình nuôi chung với lại, ví dụ như là anh em nuôi cá thô size về mà nếu như anh em có một cái tăng riêng để nuôi nó thì điều đó rất là tốt anh em, tại vì điều đó thì cá lớn nó sẽ không có dành ăn với cá nhỏ. Thì con cá nhỏ nó có không gian để nó phát triển cũng như là nó có đủ lượng cám để nó ăn, để nó lớn đó anh em. Nếu như trường hợp mà anh em nuôi chung với những cá lớn như vậy đi thì những cá thô sai đó nó không có tranh ăn lại được với lại những cá lớn, từ đó dẫn đến là cá nó sẽ bị chậm lớn và lâu dần nó sẽ trở thành những cá đẹp đó anh em. Có nghĩa là ví dụ như cá nó là cá 2 năm tuổi đi mà nó cũng mới chỉ được có 15-20 cm thì có thể được gọi là con cá đẹp rồi, tại vì cái tuổi đó đáng lẽ nó phải được 40 hoặc là 4 ít á, nghĩa là lên trên 40 cm thì đó là phát triển bình thường. Mình đang nói là cá 2 năm nha. Còn nếu mà cá thô sai thì anh em nên có một cái không gian riêng sống cho tụi nó. Nếu trường hợp anh em mà không có cái tăng để nuôi riêng á, anh em có thể ngăn cái hồ mình ra làm 2 hoặc là làm 3 gì đó để mình nuôi cá. Thì những con cá lớn này nó phải chấp nhận là nó phải sống trong cái không gian nhỏ đi một chút thôi. Thì cá đó anh em, cái không gian lớn thì tốt, nếu như nó trường hợp mà nó ở không gian nhỏ quá đó thì cũng trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì đâu, thì mình chỉ cần mình giữ nước, cái môi trường nước nó tốt là được rồi. Thì đối với cá thô sai khi mà mình nuôi nó lớn khoảng 30 thì mình có thể bỏ cái ngăn nó ra để cá nhỏ, cá thô sai với cá lớn sống chung với nhau được. Tại vì khi mà cá thô sai nó đã được lên tới 33 ít rồi đó thì nó đã có thể tranh ăn lại được rồi. Thì đó là mình nói về môi trường sống ha. Bây giờ mình sẽ nói về cái loại cám cũng như là chất lượng cám mà anh em cho cá thô sai ăn. Cái sự phát triển của cá coi á anh em, cá thô sai á nó dựa vào các cái yếu tố sau như là gen cá, môi trường sống, chất lượng nước, cám. Thì gen cá thì cái đó mình sẽ không có thể nào mình can thiệp được, tại vì khi cá sinh ra như thế nào nó lại như vậy rồi, không thể nào mình can thiệp được cái gen cá rồi. Về cái môi trường sống cũng như là cám thì mình có thể, vì cái môi trường sống là mình chỉ cần giữ nước thật là tốt, nước nó lưu chuyển liên tục, rồi nó có luồng, thì đó là đã là môi trường sống cho cá rồi. Còn về cám, ở cái tuổi cá thô sai đó anh em, nó cần một cái lượng năng lượng rất là lớn để nó phát triển, để nó sống là một chuyện, để nó phát triển lại là một chuyện nữa nha anh em. Tại vì nếu mà lượng cám mình cho cá ăn quá ít á, nó nuôi bản thân nó còn không đủ thì làm sao mà nó lớn được. Cho nên là anh em phải giữ cái lượng, cái chất lượng cám cũng như cái lượng cám cho ăn vừa đủ, dư cũng không được nha anh em. Quá dư quá nhiều nó sẽ làm cho con cá nó bị sệ bụng cũng như nó bị vỡ cái body nó ra đó, có nghĩa là nó sẽ không còn cân đối nữa. Thì những cái loại cám mà mình khuyên anh em nên sử dụng trong cái thời gian này dùng cho cá coi là Sori nè, Hikari và Aquamaster rau thôi nha anh em, chứ không phải 2 gram. Rau thôi, rau là dành cho cá dưới 30 cm á. Thì lựa những hạt cám có size S trở xuống. Nếu như mà anh em mà sử dụng hạt cám size quá to đó, ví dụ size L đi, thì con miệng của con cá nó sẽ không có nuốt được cái hạt cám đó, dẫn đến tình trạng là có thấy cám mà nó cũng không ăn được, nó chỉ vì rẻ thôi. Thì anh em nên lựa chọn một con những loại cám từ size S trở xuống thì cá nó vừa đủ ăn hơn. Rồi mình đã nói về cám rồi ha. Thì cám Sori nó khoảng 180.000 một ký đó nè, Hikari thì 201, còn Aquamaster Crown thì nó khoảng tầm 115 đến 120.000 một ký.
À, cái thời gian này anh em nuôi cá thô sai á, anh em đừng có cho cá ăn tăng màu nha. Chưa cái tuổi thô sai thì cá nó chưa có ăn tăng màu đâu. Phải đến ni sai, nghĩa là 40 cộng trở lên á thì mới nào cho nó ăn màu. Ok, mình cũng đã nói về cám rồi thì khi mà anh em mới bắt cá về đó anh em, cá thô sai về đó thì nó sẽ có hiện tượng là khép phê và nằm đáy. Đó là hiện tượng rất là bình thường khi một con cá nó chuyển đổi môi trường sống thôi anh em. Nó không phải là một loại bệnh ha, nó chỉ là cái phản ứng của bản thân con cá đối với môi trường sống thôi. Nó là một dạng như là chết nhẹ đó, nó cũng không vấn đề gì đâu. Em chỉ cần chăm thay nước mà giữ môi trường sống nó tốt, có thể đánh muối 3 phần ngàn. Rồi 2 ngày đầu tiên khi anh em bắt cá về anh em đừng có cho ăn nha. Đến ngày thứ ba là anh em cho ăn nhẹ lại coi phản ứng cá như thế nào, rồi hãy cho ăn bình thường. Tránh trường hợp á anh em cứ rải cám xuống mà nó không ăn á thì sẽ dẫn đến là cám nó tự rã ra, nó sẽ làm dơ nước mà nó không có giúp ích được gì cho con cá hết. Nhớ là chăm vi sinh đầy đủ. Còn một vấn đề nữa là khi các trại cá Việt Nam á bắt đầu nhập cá về thì có những cái khoảng thời gian trải dài từ tháng 9 cho đến tháng tháng 3, đó là khoảng khoảng thời gian của cá thô sai. Thì từ tháng 3 tháng 4 đó là mùa jumbo thô sai, bình thường là như vậy nha anh em. Tại do là năm nay á nó bị dính cái dịch Covid-19 á, cho nên là nó thời gian nhập cá về của các dealer ở Việt Nam á nó có sự xáo trộn rất là lớn, vì nay các chuyến bay nó không có bay. Anh em nhớ chú ý nha, có những trại cá rất là nổi tiếng về các dòng, ví dụ như Showa thì anh em nhớ chú ý đến Isa này, Isa Koi Farm, Danichi Koi Farm, Sakai. Còn về đơn sắc thì anh em có thể mua những cá ở các trại như là Marudo nè, Konishi nè. Còn về Kohaku thì rất là nhiều. Kohaku thì mình có Sakai là tốt nhất về Kohaku nè. Có Danichi. Sakai cũng hàng top thôi. Mình không nói cái trại nào nhất nha, mình chỉ nói những trại mà hàng top mà anh em có thể tìm mua được ở Việt Nam mình á. Còn những trại mà là thì mình sẽ không nhắc tới, tại vì mình có nhắc tới thì ở Việt Nam mình cũng khó tìm cá những cái trại đó lắm. Ví dụ như là trại Anji hay là đó, ví dụ những chạy đó tên khá là Pepu cũng vậy, nó là chạy rất là lạ, cho nên là mình sẽ không nhắc đến ha. Thì anh em mà có biết những chạy nào cá tốt anh em cứ comment ở dưới rồi tụi mình sẽ thảo luận với nhau thêm. Mình sẽ nói thêm về cái việc thời gian nhập cá rồi. Anh em nhớ chú ý nha, cái thời gian mà cá tô sa từ tháng 9 đến tháng 12 á anh em để ý nha, tại vì cái mùa đó là cái mùa cá nó dễ bị bánh mắc cái bệnh là virus mùa xuân, đó là bệnh con cá nó ngủ. Bệnh cá ngủ thì nó rất là khó chịu, tại vì nó cũng không khó chịu hết, tại vì nó là cái bệnh về cái bệnh thời tiết rồi. Có một số anh em có nhắn tin hỏi mình là vì sao có những con cá nó bị lồi mắt á. Cá lồi mắt là do môi trường sống, thường nguyên nhân chủ yếu là do cái môi trường sống nó không có tốt anh em, nó bị nhiễm độc N3, N4 cho nên nó bị lồi mắt. Thì anh em chỉ cần thay nước thường xuyên, nhiễm nước tốt là được rồi. Ok anh em, hôm nay mình chỉ chia sẻ với anh em một số cái vấn đề này thôi. Em nếu có bất kỳ câu hỏi nào thì anh em cứ comment ha, mình sẽ cố gắng giải đáp cho anh em kỹ càng và đầy đủ nhất. Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em, bye bye bye. Thank you.